chị ra đây ngồi đây, ngồi mình ôm vậy? Ai nói mày mình ôm? Nè, nhỏ, bé vô đây bé. Không phải mình ôm luôn. Rồi ra lại nè. Không phải mình ôm nha em. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Rồi hỏi tiếp đi con. Trời ơi, chị ra đây chị ngồi tướng kỳ cục vậy. Tại vì trời mưa, tao ngồi xuống thì cái quần tao ướt, nó bị dơ. Giờ tao ngồi tao đợi đúng giờ cái ban là tao đi. Đi đâu? Đi đâu mày hỏi chi? Ủa chứ chị kêu mày ra đây đi chung với chị. Tao kêu mày ra nào? Tức ghê luôn. Tự nhiên mày trả lại, ôi chị ơi chị ơi. Lại ai cũng không ai kêu, không ai kêu mà. Nói chứ là hôm nay mọi người hãy đi theo Minh Tú đang đi đến một nơi rất là đặc biệt. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Minh Tú đang có mặt tại showroom của nhà thiết kế Lê Long Dũng. Bước vô mọi người thấy gì không? Thấy liền một cái sự sang trọng và giàu có. Tại sao? Nhà không có gì ngoài hộp hết. Đây là những cái áo mẫu xương xương thôi. Đây là gì? Hộp bự hơn, có hộp nước là AFGHEC luôn á. Thay vì đó mọi người, nhà người ta là mua vàng, mua hộp sòn rồi là tính bằng hộp. Bên đây là gì? Nhà không có gì ngoài điều kiện, chỉ gì đông lon, hộp sòn mà không có dư giả không xài sao đính lên đầm đó, cái đầm hộp không. Bên đây cũng hộp này, ngọc trai. Ngọc trai này là lấy từ đâu mình biết không? Lấy từ con trai. Con trai chứ phải không, hàng con trai nha, lấy từ con trai. Ô, lại là hộp rất là chéo. Chớp mắt em á. Cái ghế này là được làm bằng vàng nha mọi người, tại vì nó là màu vàng thôi. Trời ơi đặt sao cái ngồi cái địa vị, thấy hai má không? Hai má đứng tạo dáng rồi, đứng vô bước vô là thấy hai má đứng tạo chào rồi. Hello Minh Tú. Ê tôi thấy tôi ngày xưa là tôi sinh á là tôi được đứng đây mà kiểu đứng hoài nè, cái xong rồi mấy nhỏ là đứng hoài luôn, mẹ đứng hay hơn, đứng không đau đau lưng luôn. Mốt làm live show qua đây mượn đồ nha mọi người, hát kiểu hát mấy mạc là mấy nhạc 90 rồi đó. Đây xin chào mọi người, đây là nhà thiết kế Lê Long Dũng. Xin lỗi hôm nay mặc đồ hẹp. Không sao, tại vì sao là behind the scene thì anh Lê Long Dũng ngoài những cái bộ đồ mà lồng lộn ra thì nhà không có gì ngoài điều kiện hết. Như là nãy giờ mình giới thiệu đó, nhà không có gì ngoài hộp. Đây một cái đèn chùm pha lê. Đây, một cô. Sao chưa gian điểm phô, mà uống dữ vậy. Ủa ai cũng quên, không biết chưa. Ủa kêu bảo qua đây chi vậy anh, cũng thử đồ hả? Nhà đây đó. Là chị Quang Jin Jo. Meant to win. Quang Jin Jo, 21 Việt Nam. Sao quay đang chi vậy? Chị quay chặt em đó. Có luôn hả? Sao chị bận? Sao mà cái gì chị bận vậy thôi à, chị đơn giản lắm, đồ gì nè. Thế đó. Ừ đồ chị thôi hả? À. Đồ chị đơn giản lắm. Chị thắt gì trong đó nữa? Không, hết rồi, đồ chị thôi đó nè. Thấy không, đồ chị thôi nè, đó. Rồi, đến đó thì sao? Giờ đó, đồ chị thôi à. Đồ em lồng lộn, đồ em nguyên cái chặt của đồ. Bự lắm. Bữa đó mà chị không bận y chang cái bộ đồ này lên là em giận chị. Chị bận em yên tâm. Mọi người nhớ nha, luôn cái áo này, cái quần người ta giỡn nha. Bà đi nguyên một cái layer này lên đó chị với tôi mày nha. Mày nhớ nha, còn tao bận mày nói tính gì tao. Gì? Tao bận mày tính gì tao. Y chang vậy nha. Vậy tao bận mày không thay điều phải không? Không, không thay đó. Tao bận mày không thay điều phải không? Chắc rồi, y chang. Nhớ nha, nhớ nha, tao bận mày nhớ nha. Không có làm gì? Không có làm chó. Chó nha. Đúng không? Không. Ủa? Làm chồng nè. Bị đánh hại chị đúng không? Giữ mặt nghiêm nha. Mồi lại nào, 2, 3, nó nói gì vậy? Quên kịch bản. Còn gì nữa đâu mà không vui. Quên kịch bản. Xin hai mẹ làm chứng cho con. Con xin thông báo với mọi người là hôm nay con mời hai mẹ đến đây là cái thứ nhất là tham dự show diễn con ngày 30 tháng 10. Hai nữa là chúng ta sẽ đốt bánh kem sinh nhật. Em thích đội thì đội thôi nè. Thôi em thích mà không. Hôm nay tôi xin công bố bạn lễ đầu tiên. Khá chặt à? Khá chặt hả? Cái này mà muốn độn quần độn hông đồ cũng khó ha. Không mày độn gì nữa. Giai này lấy cảm hứng từ Maleficent. Chứ thành ra là giai này tương đối là khá là chặt ha. Rất là lạnh lùng. Cái tay của chị này để cái chỗ này nó hơi kỳ. Đó em mới nói luôn á, cái tay nó hơi kỳ. Tiếp theo là đó là vậy đó, còn là vậy đó mọi người. Mà cái vòng ba của chị rất là kim nha. Cái vòng ba của em nó cũng không kim lắm. Thì mình thử đồ cho mình biết liền. Thank you.
một buổi tập chương trình cho show của anh Lê Long Dũng. Chị ơi, đi theo mình nha. Hôm nay mình theo style búp bê bạc phi đòn. Dây điện quá ha. Bây giờ mình dây cá đó. Cái này dây cáp. Dây xích cửa rồi. Cái này cho chị nè, này giúp chị đang nghe không? Tên 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 tên. Cho quốc thôi mà má. Còn một cái nè nữa. Tên 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 tên. Phải cái này là dựng dừa tao nha. Cái này là cúng tổ đó. Cúng tổ nó lưng rồi. Hả? Có đâu, tại vì nãy tao mở ra trước người ta cúng rồi. Sao vậy nè? Sao em mới sinh, sao em đóng nước lời? Mà mình uống liền hả? Đúng rồi, mình uống liền. Rồi mình ăn hả? Mình ăn liền luôn. Để được tổ đại hả? Tổ trứng hả? Yes. Là bây giờ mình lên luôn. Lên luôn chị. Nhưng mà còn một điều bất ngờ trong cái túi này nữa là mọi người. Chị mở ra đây. Đó là đồ của cúng tổ luôn đó. 3 trái 4 trái 5 trái 6, 7. Ủa mà cúng tổ cúng ớt rồi mà lấy về tao làm gì? Để cho chị lúc nào cũng cây nông cũng bỏng lên. Nóng bỏng. Đúng. Ủa mà sao 9 trái? Là nữ đó chị. À nữ chứ. Nam là 7. Nam là 7. Còn ở giữa? Mình để vô môi là 8. Vậy hả? Yeah. Mà kiểu tớ là 8.5. Tớ là 8.5 mà... đó tớ. Bóp là 8. Còn mà top left là 8.25. Cảm ơn em. Yes, đây là một trong những cái phong tục tập quán truyền thống của nghề diễn, và thường trước khi ra diễn là sẽ có cúng tổ. Thì mình giống như mình đi sinh lọc vậy đó, thì mình về mình sẽ ăn, mình uống và cắt vô nước tương ăn cơm hàng ngày, đúng không? Dạ. Yeah. Cho cuộc đời mình nóng bỏng và cay nồng. Ớt hiểm là thường cay hổ lắm á. Cái này là cay bét lưỡi luôn á chị. Là ai ăn chị ra cay nè, tan nát một trời. Cái đó em không biết nha. Chị ơi, chị nằm quá đi. Trời ơi, nằm đâu mà nằm em. Nằm cái đồ đẹp đó.